5 cây rau muống 200 yên tương đương với khoảng là 40 ngàn tiền Việt Nam. Quá mắc, một món ăn quá xa xỉ. Mình không biết người nhà thợ có thích ăn rau muống hay không, nhưng trong siêu thị có bày bán nên có người ăn thì họ mới bán, và cũng rất ít siêu thị bán loại rau này, và đặc biệt chỉ có mùa hè thì mới có thể mua được thôi. Chính vì vậy có lẽ là nó rất là khó trồng. Thì đối với mình rất thích ăn rau muống luộc chấm với mắm ớt. Chính vì vậy mình sẽ luộc rau muống. Vừa nhanh, vừa đơn giản, vừa dễ ăn.